cả cái thị trường lao động khi mà chúng ta xem xét đến cái cơ hội trong cái việc lĩnh vực về tiết kiệm năng lượng cũng như là trong phát triển năng lượng tái tạo, thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều việc làm và rất nhiều những cái cơ hội mới ở trong tương lai, và thậm chí là nó tạo ra nhiều những cái ngành công nghiệp mới ở trong tương lai. Hôm nay thì mình cũng rất là vui mừng khi được chương trình mời tham dự. Bản thân mình thì cũng là cựu sinh viên của hệ thống điện Bách Khoa K52, và từ khi ra trường đến giờ thì mình cũng đã công tác 10 năm trong cái lĩnh vực điện. Thì thấy là đây là cái cơ hội rất là tốt kết nối nhà trường, doanh nghiệp và các bạn trẻ để các bạn định hướng bản thân và xác định công nghệ cho tương lai. Em hy vọng là có thể biết thêm nhiều thông tin về các công ty. Em cũng là sinh viên cuối nên là cũng có mong muốn là tìm được việc làm sớm trước khi ra trường ạ. Ngay đến đây thì em cũng muốn là tìm hiểu xem là các cái doanh nghiệp thì người ta sẽ tuyển dụng vào những vị trí nào, là người ta cần những cái kỹ năng gì để tương lai em có thể là ứng tuyển vào đấy. Cái nguồn năng lực mà có cái chất lượng cao ấy sẽ vô cùng hot ở cái đất nước Việt Nam này, và doanh nghiệp nào cũng cần nếu như các bạn học nghiêm túc và các bạn thực tập nghiêm túc và các bạn đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp thì sẽ rất không sợ gì về thất nghiệp cả. Nếu như các bạn biết mình đang rất quan trọng trong cái thời điểm hiện nay thì các bạn tích cực học đi, tích cực nghe các thầy giảng bài cộng với cả những cái thực tế các bạn, dần dần các bạn sẽ tích lũy lại trong thời gian này thì các bạn sẽ sau này các bạn sẽ rất thành công. Nhất là sinh viên như em, thì em năm 4 rồi. Vấn đề việc làm với em là thực sự là một vấn đề rất là quan tâm, và được tham gia một chương trình như thế này, được tổ chức như thế này thì em cảm thấy mình thật sự may mắn. Chỉ để nói là bình đẳng giới không phải chỉ trong mỗi cái ngành năng lượng tái tạo, mà ở ngành nào cũng cần và quan trọng. Bình đẳng giới ở đây có lẽ là khuyến khích nhiều hơn cái sự tham gia của những cái bạn nữ giới, và đặc biệt là khơi gợi cho họ có được cái gọi là cái sự cái động lực hay cái sự đam mê để đi theo cái đam mê của họ.